Hello everyone, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay cô Trang lại tiếp tục giúp bạn ôn tập bài về nhà nhé. Hôm vừa rồi chúng ta vẫn tiếp tục với Unit 1 chủ đề về Numbers và chúng ta được học thêm một chữ cái nữa trong bảng chữ cái tiếng Anh, đó là letter B. Và cô giáo cũng dạy các bạn thêm một mẫu câu nữa. Và bây giờ chúng mình cùng nhìn vào màn hình, nghe và nhắc lại cho cô nhé. Chúng mình cùng ôn tập với cô nào. Everyone look at screen, listen and repeat after me. Chúng ta vẫn ôn tập cách để nói xin chào đúng không? Chúng ta có hai cách là hello hoặc là hi. Đó. Và tiếp theo, khi cô giáo hỏi các bạn What's your name? Các bạn vẫn trả lời cô thế nào nhỉ? My name is, và thêm tên của mình. Hoặc là các bạn có thể trả lời là I'm cộng tên. What's your name? I'm Trang. What's your name? I'm Mary. What's your name? I'm Nam. Ok, next one. Và cô giáo dạy các bạn thêm một mẫu câu nữa. Đó là gì nhỉ? Khi cô giáo hỏi How are you today? How are you? How are you today? Hôm nay các con cảm thấy thế nào nhỉ? À, thì chúng mình sẽ trả lời cô thế nào? I'm fine, thank you. And you? I'm fine, thank you. And you? À, chúng mình trả lời là con khỏe, cảm ơn cô. Thế còn cô thì sao nhỉ? Ok, nào. How are you today? How are you? How are you today? I'm fine, thank you. And you? Yeah, ok, very good. Next one. Và chúng ta học tiếp tục với một chữ cái nữa. Cái tiếp theo sau letter A đúng không nhỉ? Letter B. Everyone say B. One more time. B. Good job. Everyone say B. B. And what is it? Ball. Ball. Everyone say ball. Ball. Chúng ta chú ý cái phần âm cuối của từ này nhá, vì có hai chữ L ở cuối. Vậy khi các bạn phát âm thì các bạn đẩy lưỡi lên. L, ball, ball. Okay, we are again. Next one. What is it? What is it? Buzz, buzz, buzz. À, có âm cuối là any sound. Buzz, buzz. We are again. Okay. Chúng mình cùng lại nhé. B, ball, buzz. One more time. B, ball, buzz. It's a ball. It's a vase. Letter B. Good job. Next one. Chúng mình ôn lại bài hôm trước này. A. It's an apple. Apple. It's an ant. Ant. Ok. Và để ta nói tạm biệt cô, chúng mình sẽ nói nào nhỉ? Goodbye. Goodbye teacher. Ok, we are again. Rồi, chúng mình tự ôn tập bài về nhà, sau đó là quay bài với cô nhé. So, goodbye everyone.